Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Hôm nay là rằm tháng 7 nha các bạn. Thì hôm nay là ngày rằm, hai anh em sẽ đi cúng chùa các bạn. Cúng chùa cũng gần ở đây, chùa Tà Ben. Chùa Bà Tà Ben bên đây nha các bạn. Hai anh em chạy bên đó cúng xong rồi chắc đi ra chợ mua ít đồ các bạn. Bữa nay nấu bữa cơm chay nha. Ăn mặn nhiều quá bữa nay. Bữa nay mấy anh em ăn lạc bữa. Bữa nay không có đi săn bắt nha các bạn. Giờ mấy anh em ai chuẩn bị tranh thủ vào bển sớm sớm rồi. Đây mấy anh em tới chùa các bạn. Phía trước chùa có bán đồ cúng như gì nữa các bạn. Cao. Người ta cũng về đây buôn bán đồ đông nữa mà. Chùa Tà Ben nhau rồi. Cá phóng sinh rồi các bạn. Cái này cá chê đó hả? Cá chê. Trời, cá chê con. Mua đi, tiếp một tí. Hello, ở đây rất là hòa đồng nha chú. Rất là đảm. Giờ này còn sớm nha các bạn, nên là người ta chưa có lại nhiều, chứ bình thường đông lắm. Giờ người ta lại cúng đông nha các bạn.
những con ba ba nè, rùa, cá rô, cá chê, cá chép. Đây người ta bán để phóng sinh nha các bạn. Rồi hai anh em cũng vô cúng xong hết rồi các bạn. Giờ mình chuẩn bị về nha các bạn. Đậu đi anh về. Đây, nãy mấy anh em ghé chợ mua đồ rau củ quả. Về hôm nay nấu món chay nha các bạn. Đậu hũ nữa nè. Chay hoành tráng luôn. Ăn mặn hoài nó hay ăn lạc nữa. Chiên nha các bạn. Mới làm cái dàn bếp là lại sạch sẽ nha các bạn. Ok. Làm cái nhà bếp lại cho nó rộng rãi tí xíu, mấy anh em nấu nướng cho nó dễ. Hôm nay kho làm món kho với đậu hũ và chiên. Cũng đậu hũ kho với rau củ quả nha. Đậu hũ chiên sả. Miếng sả là sả chiên. Rồi đang xào rau muống nha các bạn. Rồi, tới món kho nha các bạn. Kho tương. Để qua bắp, củ cải trắng, dưa. Sao? Thiếu nấm nha các bạn. Thiếu nấm nấm rơm. Đậu hũ muối xả giòn hấp dẫn nha. Đậu hũ kho nữa bạn. Rồi xong hết các món. Đây là tương. Chao. Cái gì? Cho muống, xào tỏi, đậu bắp luộc, đậu hũ chiên, món đậu hũ kho nha các bạn, đậu hũ với thập cẩm luôn á, cẩm luôn, đậu hũ non, đậu hũ già, thì cải, cái thảo, thì hũ qua, đậu bắp non, nấm, kim chi, kim châm gì đó. Cái củ cải trắng này lộn trộn ăn vô rồi có lộn trong đau bụng người đã luôn nè. Và bầu nữa rồi.
ăn thịt đệ tử qua bữa nay ăn thịt đường tan vậy nè. Bên kia đi anh. Dạ. Rồi xong món chay hôm nay ngày rằm tháng 7. Anh em nấu vài món chay nha các bạn. Sáng ngày cũng có đi chùa đốt nhang. Thấy cá phóng sinh nhiều quá. Cá đó phóng sinh chưa có thì thôi, thấy nhỏ nhỏ thả ra chết hết. Cá chê nuôi bằng đậu đũa vậy. Chê, cá rô, cá chép, rùa đủ thứ. Bà ba chùa anh ta đi cúng cũng lớn nha mày, giấc này giấc này mới đông rồi. Chùa Tà Bèn từ giấc trưa tới chiều mới đông, là mình đi giấc sáng chùa bà sáng mấy anh em đốt nhang về để giờ nấu vài món chay để ăn buổi cơm trưa nha các bạn. Này ăn tường nữa đi. Quá hấp dẫn. Ai cơm đi. Đói rồi. Cơm trưa, đói rồi. Rồi giờ món này giống thịt kho vịt quá ha. Kho tàu hũ quá. Ăn tường nha, kho vịt. À, Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng buổi cơm chay với mấy anh em nha. Hôm nay ăn lại. Mời cả nhà dùng cơm chay. Không, cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm với gia đình luôn nha. Nên ăn thịt sư phụ lại. Lâu ăn lạc nhưng mà ngon á. Đỡ thú vị. Đây ngà voi chấm ốc thủy. Đồ chai mà tên gì dữ luôn á. Bão vô tới nữa mà à, mưa suốt à. Mình quên cắt cái ha. Ai nguyên miếng thì ngon. Ngon không? Lọ lọ miệng ăn ngon. À, mua mắc hơn đi mua ăn đồ mặn á. Thấy bán đồ chay nè, có sườn non rồi tôm rồi mực đủ thứ nha. Chả lụa nữa nè, chả lụa rồi. Đồ tương vị ra như đồ mặn nha, diễn thật à. Này chỉ gần như có rau muống à, còn như là củ quả không à. Quế em trồng ba núm mà không trồng ngay gần mấy gầm bán mấy đất à. Ừ. Phải kiếm mua núm rơm không có luôn á. À, núm dù mà luộc xả ngon không trời. Thơm dữ lắm. Dai dai, ăn gà thịt gà. Người thích có hộp dịch nhưng tôi ăn thịt gà. Ăn nha, ăn tương nhớ đồ chứ dữ. Ngày nghỉ săn bắt bữa nha các bạn.
hủ kho tương rồi chấm nước tương rồi nha. Trúng tương luôn. Giờ dơ bão này chứ anh Quế anh cắt cũng có được gì đâu. Thôi chắc à, có à, thôi gầm con ơi. Không ăn gà. Cái ăn thường không cho nó ăn đồ mặn. Nên kiếm gà ăn. Làm gì gượng nó dữ vậy chắc. Hả? Chị Hân Tương rồi. Cái lụa. Lụa cục nó ngon. Cái dao nha. Cái lụa kho ngon quá. Thôi đi biển nha, mua tương hợp hay không? Có ngát không? Cho tương hợp. Ngon. Như xả ngon lắm. Ngát kho tương cũng bằng. Bởi vì đi thỉnh kinh hoài thỉnh không được cái gì chứ. Thỉnh không được chăn kinh. Ăn được tương nhớ được mặn không? Sò vừa tới ăn giòn nè. Này rồi xong hết nha các bạn, anh em cũng mới ăn cơm xong các bạn ơi. Sớm giờ sáng thức dậy mấy anh em đi chùa đốt nhang xong rồi về nấu bữa cơm chay ăn bữa ngay ngày rằm tháng 7 nha các bạn. Thì đã tới chiều chắc mấy anh em cũng không có đi săn bắt, ở nhà nghỉ ngơi một bữa nha các bạn. Hôm nay rằm nên là không có đi săn bắt. Hàng bữa ha. Săn bắt quanh năm suốt tháng rồi. Rằm tháng 7, rằm tháng giêng rồi mấy ngày đó. Hôm nay ăn lạc bữa. Thôi video của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nay nghỉ ngơi ở nhà một bữa. Mời tiếp tục nha. Qua ngày.